Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Thịnh Nguyễn sẽ quay trở lại với video ăn trứng vịt lộn. Các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Hôm nay mình sẽ ăn 10 trứng vịt lộn này luôn nha các bạn nha. Mình chấm với muối, muối tiêu, có trộn thêm ít ớt nữa. Tỏi. Ngon lắm các bạn. Nguyên một con vịt luôn nha các bạn nha. Nước vịt hấp cũng rất là béo, làm ít lượng răm. Cho ít muối tiêu vào. Con vịt thứ tư. Rất ngon và béo.
một tép tỏi. Chân tiếp theo. Cục này cứng quá mình ăn không được. Rất ngon. Chân thứ 8. Trong trứng vịt lộn nó có cái cục này, cục gọi là cục cứng nha các bạn nha, cái này nhai không được đâu, nó dai lắm, mình bỏ đi. Những cái trứng mà nó còn non á nó mới có cái cục đó. Còn những cái trứng mà đã già rồi thì nó không còn, nó còn lại còn rất là nhỏ. Trứng thứ 9.
ăn với một ít lá đậu răm với lại tỏi cho nó đỡ đau bụng, còn không nó dễ bị đau bụng lắm các bạn. Trứng cuối cùng nha các bạn nha. Còn một cái trứng này cố gắng ăn hết luôn các bạn ạ. Mặc dù là hơi ớn rồi đó. Mình quất luôn. Trứng này cũng hơi to nha các bạn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Các bạn nhớ ấn đăng ký và ấn chuông để ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn.